cũ mà do tôi biết ấy, mà xa gần thì biết tin, nhưng mà vì như thế thì nhiều người biết được địa chỉ của thầy thì cứ lại, việc cái lòng tôn trọng cũng có, về về cái sự trong cái tâm tâm ấy, tâm mình mong muốn như nào thì mình thể hiện ra bằng hành động, mình đến tận nơi cũng có. Nhưng mà chính vì không nắm bắt được là có rất là nhiều những cái điều mà trong sự thức tỉnh nhân gian ở trong việc hành đạo của thầy thì nó động chạm đến những cái chiều trái chiều, cho nên là cái đội ngũ mà họ đi theo để mà họ lấy những cái thông tin để giống như là bới, như mình gọi là những cái tốt đẹp thì chắc là người ta sẽ không đưa lên, nhưng mà người ta phải tìm được những cái sự không tốt đẹp để người ta bao biện, bởi vì những cái người mà họ ở trong bóng tối ấy, thì thường họ phải tìm bằng mọi cái cách họ bao biện. Chứ họ ít khi mà nhận ra được cái lỗi lắm, họ sẽ bao biện bằng mọi cách, hoặc là trong những cái bao biện với nhau thì nó sẽ sinh ra cái sự như chú vừa nói đấy, là tranh tranh luận với nhau đấy, gọi là cái khẩu dùng bằng lời nói mà hai mình gọi là cái khẩu ngữ này. Thế nên khẩu ngữ thì chỉ có hai loại thôi, một là cái khẩu đức, tức là nói ở trong cái chuyện là lời nói dễ nghe và phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức chung của một người công dân thôi, nhưng đã phải cần rồi chứ không thể nói đến là những người tu hành nữa, thì mình phải có cái sự khẩu đức mình trong cái chuẩn mực mình gọi là chánh ngữ đấy. Thế thì đương nhiên rồi, cái người bình thường cũng nói rất là nhiều câu, nhưng mà thậm chí thì nó không phải là cái sự trách nhiệm. Còn những cái bậc mà đã là trong giới, con không nói về bất kể một người tu nào nhé, mà con nói là tất cả những người dù chưa được nêu tên ở đây, thì mình cũng hiểu là mình tu tập dù tại gia hay xuất gia, mình cũng hiểu rồi, mình giữ được. Vâng, thế con xin biết ơn cái phần mà chú vừa mới cho con một số cái câu hỏi, cũng như là chú cho con được cái cơ duyên để bày tỏ. Thì trước khi con bày tỏ những cái câu hỏi đó thì con xin được nói nốt cái phần này, nó sẽ có liên quan đến cái phần con chia sẻ sau đây. Tức là khi quay trở lại nhá, thế khi mà mình có cái sự tôn kính của những cái bậc của hình tượng của thầy Minh Tuệ rồi, thì mình chỉ là cái việc mà mình thể hiện cái lòng tôn kính bằng những cái lời comment ở trong các video clip, rồi là thực chất nữa, nếu mà chỉ ngồi ở nhà mà nghe những cái điều mà video clip ấy thì con nghĩ là rất là tốt cho nhân dân của trong toàn bộ đất nước ta, dù theo tôn giáo nào mình sẽ nhận ra. Mình sẽ được một sự thức tỉnh rất là tuyệt vời. Thì con xin phép được trình bày sau. Nhưng mà có một cái là con, tại sao con tránh cái nhắc nhở là sao? Là những nhờ các cái hàng ngũ, đội ngũ mà do tôi biết mà xa gần thì biết tin, nhưng mà vì như thế thì nhiều người biết được địa chỉ của thầy thì cứ lại, việc cái lòng tôn trọng cũng có, về về cái sự trong cái tâm tâm ấy, tâm mình mong muốn như nào thì mình thể hiện ra bằng hành động, mình đến tận nơi cũng có. Nhưng mà chính vì không nắm bắt được là có rất là nhiều những cái điều mà trong sự thức tỉnh nhân gian ở trong việc hành đạo của thầy thì nó động chạm đến những cái chiều trái chiều, cho nên là cái đội ngũ mà họ đi theo để mà họ lấy những cái thông tin để giống như là bới, như mình gọi là những cái tốt đẹp thì chắc là người ta sẽ không đưa lên, nhưng mà người ta phải tìm được những cái sự không tốt đẹp để người ta bao biện, bởi vì những cái người mà họ ở trong bóng tối ấy, thì thường họ phải tìm bằng mọi cái cách họ bao biện. Chứ họ ít khi mà nhận ra được cái lỗi lắm, họ sẽ bao biện bằng mọi cách, hoặc là trong những cái bao biện với nhau thì nó sẽ sinh ra cái sự như chú vừa nói đấy, là tranh tranh luận với nhau đấy, gọi là cái khẩu dùng bằng lời nói mà hai mình gọi là cái khẩu ngữ này. Thế nên khẩu ngữ thì chỉ có hai loại thôi, một là cái khẩu đức, tức là nói ở trong cái chuyện là lời nói dễ nghe và phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức chung của một người công dân thôi, nhưng đã phải cần rồi chứ không thể nói đến là những người tu hành nữa, thì mình phải có cái sự khẩu đức mình trong cái chuẩn mực mình gọi là chánh ngữ đấy. Thế thì đương nhiên rồi, cái người bình thường cũng nói rất là nhiều câu, nhưng mà thậm chí thì nó không phải là cái sự trách nhiệm. Còn những cái bậc mà đã là trong giới, con không nói về bất kể một người tu nào nhé, mà con nói là tất cả những người dù chưa được nêu tên ở đây, thì mình cũng hiểu là mình tu tập dù tại gia hay xuất gia, mình cũng hiểu rồi, mình giữ được cái chánh nào thì cái đó nó là cái đức cho mình, và đấy nó chính là cái điều là
tiến hóa của tâm linh cho mình, còn làm cho cái người xung quanh mình tôn trọng mình hay yêu quý mình, kính mến mến mộ mình là đều do cái lời nói lúc ban đầu, sự tiếp xúc đó. Thì trong cái sự mà lời nói của thầy Minh Tuệ thì đã làm thức tỉnh rất là nhiều người, và mọi người nhận ra thì vì nhiều người yêu thương quá cho nên là có những cái phần, những cái bên mà không yêu thương và thì có vẻ như là gây ra nhiều hiềm khích. Nên nếu như mà không nắm bắt được điều đấy thì con nghĩ là nó sẽ nảy ra cái cuộc tranh luận cãi vã. Nếu mà xét là người tu ấy, chính là đang loạn tâm tất cả những con người, kể cả con người đang kính mến thầy Minh Tuệ ấy, thì cũng biết được rồi, nhưng mà lại vẫn tiếp tục khi nhận biết được cái chân lý là thầy nói là mình giữ về cái giới, ngâm cái giới, hay là mình có nhau đấy, gọi là cái khẩu dùng bằng lời nói mà, hay mình gọi là cái khẩu ngữ này. Thế nên khẩu ngữ thì chỉ có hai loại thôi, một là cái khẩu đức, tức là nói ở trong cái chuyện là lời nói dễ nghe và phù hợp với đạo, tiêu chuẩn đạo đức chung của một người công dân thôi, nhưng đã phải cần rồi chứ không thể nói đến là những người tu hành nữa. Thì mình phải có cái sự khẩu đức mình trong cái chuẩn mực mình gọi là chánh ngữ đấy. Thế thì đương nhiên rồi, cái người bình thường cũng nói rất là nhiều câu, nhưng mà thậm chí thì nó không phải là cái sự trách nhiệm. Còn những cái bậc mà đã là trong giới, con không nói về bất kể một người tu nào nhé, mà con nói là tất cả những người dù chưa được nêu tên ở đây, thì mình cũng hiểu là mình tu tập dù tại gia hay xuất gia, mình cũng hiểu rồi, mình giữ được cái chánh nào thì cái đó nó là cái đức cho mình. Và đấy nó chính là cái điều là tiến hóa của tâm linh cho mình. Còn làm cho cái người xung quanh mình tôn trọng mình hay yêu quý mình, kính mến mến mộ mình là đều do cái lời nói lúc ban đầu, sự tiếp xúc đó. Thì trong cái sự mà lời nói của thầy Minh Tuệ thì đã làm thức tỉnh rất là nhiều người, và mọi người nhận ra thì vì nhiều người yêu thương quá cho nên là có những cái phần, những cái bên mà không yêu thương và thì có vẻ như là gây ra nhiều hiềm khích. Nên nếu như mà không nắm bắt được điều đấy thì con nghĩ là nó sẽ nảy ra cái cuộc tranh luận cãi vã. Nếu mà xét là người tu ấy, chính là đang loạn tâm tất cả những con người, kể cả con người đang kính mến thầy Minh Tuệ ấy, thì cũng biết được rồi, nhưng mà lại vẫn tiếp tục khi nhận biết được cái chân lý là thầy nói là mình giữ về cái giới, ngâm cái giới, hay là mình có những cái đạo đức tốt đẹp. Lúc nào thầy cũng nói cái câu là như thế là vui rồi, hoặc là làm cho mọi người vui, hoặc là như thế là hạnh phúc rồi. Thì mình phải hiểu là học theo cái hạnh của thầy, làm thế nào, mình nói thế nào, mình làm thế nào để những người mà biết mình ấy cảm thấy an vui, được an, được vui mà được hạnh phúc, từ từ đi, từ cái mức là như thế. Thế nhưng mà vì yêu thương và gặp những cái người mà không kính trọng, cũng thể hiện ra những cái lời nói mà vi phạm đến đạo đức, hay là vi phạm được thuần phong mỹ tục, những cái căn bản của cái đạo làm người thôi, thì bắt đầu tranh luận với nhau. Thì tự nhiên nó cũng giống như là những cuộc chiến tranh vậy, nhưng nó không phải chiến tranh bằng vũ khí, mà nó là một cái khối tư tưởng tinh thần, nó đang chiến đấu, nó đang tranh luận, tranh giành với nhau, nó không có một sự định hướng chuẩn mực nào. Thế thì nếu những cái người mà không ở trong cái đường tu thì con cũng, tất cả mọi người cũng đều là một con người, đều có cái đạo đức nhất định rồi, sẵn có trong người, cũng sẽ nhận biết được phải trái đúng sai chứ không phải không. Nhưng mà ở đây thì lại bị tiếp tục lao vào trong cái sự dẫn dắt ấy, là người ta có cái ý, ví dụ như là con nói thật sự là mình không có tham gia vào cái hệ thống chính trị là đúng, nhưng con nói là con cũng nhận biết là một người công dân trong xã hội, con biết chứ, cái đất nước nào cũng vậy à, nó đều có những cái đối tượng mà đi chuẩn mực theo cái luật pháp của nhà nước, và những có những cái đối tượng thù địch của nhà nước do những cái lợi ích nhóm riêng, do những cái hệ thống hoạt động của họ riêng, cho nên là họ sẽ nhân vào cái cơ hội này để mà họ lợi dụng vào cái đó để mà họ đạt được cái mục đích của họ. Thế thì khi mà nó ở cái đám đông rồi thì thường là cái tư tưởng nó sẽ là cái tâm lý đám đông là rất là khó kiểm soát cái cảm xúc và
tư tưởng tinh thần của một con người. Thì như vậy Chúa biết rồi, rất là nhiều cái sự xảy ra như là có thể là biểu tình này, hay là phản đỡ, phản đối này, hoặc là những cái nhiều lắm. Rồi từ những cái việc sai trái trong cái sự xuống cấp của nền đạo đức nói chung này, nó đã từng xảy ra là vi phạm những con người oan ức trong cái việc là tiền bạc này, hay là pháp luật này, hay là rất tất cả nhiều những cái quyền lợi khác, thì bắt đầu nó sẽ nổi lên đấu tranh một cái cách mà rất là làm khó dễ cho, ngay cả không phải là cứ nói là khó dễ cho chính quyền, không phải, khó dễ cho chính đời sống của người dân thường ngày. Mặc dù mình rất là quan tâm, nhưng mà mấy ai mà hiểu được là mình ở xa, mình nhìn và mình sẽ chỉ cần quay lại để mình tu sửa chính mình, hoặc là mình giúp cho trong gia đình mình, hay là trong cái nhóm tu của mình, hay trong cái nền đạo hay tôn giáo của mình đâu, mà tiếp tục là mình vì yêu thương quá thì mình nói những lời yêu thương kính trọng, và bắt đầu cái phe đối nghịch ấy, người ta bắt đầu phản ứng, thế là phản ứng chia rẽ ra với nhau. Cho nên con đang thấy là nếu như ở cái mức độ mà Viễn làm cho tất cả cái khối tư tưởng mà nó sẽ điều khiển ra những cái lời nói, và cái khối tinh thần nó cũng điều khiển ra những cái hành động, những cái xu hướng, thì nó làm cho cái xã hội nó đang rung động lên vì cái sự hiện này. Đấy là cái góc độ mà mình nhìn mặt về mặt xã hội. Chứ còn về góc độ của người tu tập thì con lại nhận định như thế này. Con xin rất là vắn tắt thôi, và một số cái ý chính thôi. Những cái điều mà con trao đổi vừa rồi, con cũng muốn là để chú cháu mình trao đổi để hiểu nhau thêm, chứ không có công bố những cái điều mà con vừa nói. Để từ từ mình sẽ bàn tìm ra một cái, chú mong muốn là viết về cái chủ đề gì, trao đổi gì, con sẽ mới chia sẻ. Còn bây giờ ngay sau đây thì con xin trả lời một cái số điều mà cảm nhận của con về sự xuất hiện của sư Minh Tuệ, đúng không ạ? Của thầy Minh Tuệ thì con xin biết ơn được thành lòng và cung kính được trả lời câu hỏi của quý đồng đạo, cũng như là trong cái lòng chân thật của con, trong cái trái tim con cảm nhận về hiện tượng xuất hiện của thầy Minh Tuệ, thì đối với con nhận thấy trong cái đường nhân đạo mà Đức Thầy chúng ta có chỉ dạy cho chúng ta, thì đạo làm người thì mình phải gắng giữ gìn. Con đang thấy là thầy cũng tròn được cái chữ hiếu, hiếu kính đối với cha mẹ và với anh em trong gia đình. Mình cũng là người sống nhượng nhịn đấy, hỷ xả. Đấy là điều mà con cảm nhận được. Cái thứ hai là đối với cái hạnh tu, thì bây giờ sự xuất hiện thì con mới tìm hiểu lại, con cũng thấy có rất là trong chuyện kinh điển Phật giáo, thì con cũng thấy là đang thực hành rất là sát với lại thời, như thời kỳ, chỉ có điều là cái về thời gian và cái địa điểm là khác nhau thôi, đúng cái hạnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thừa xưa. Con rất là cung kính và tái hiện lại đất nước Việt Nam, con cũng thấy cũng là một cái thời kỳ, con cảm nhận là sẽ được, sau đây sẽ được là một thời kỳ là cái sự phát triển chân chánh của Phật giáo sẽ được chấn hưng và sẽ được phổ truyền một cách được tôn vinh và được trọng vọng. Đấy cũng là điều con rất là mong muốn. Ở đây con không hề có cái phân biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, mà con đã biết chắc chắn là con đã tìm hiểu cái chân lý ở trong Phật giáo, hay là trong giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng con, cũng như là một số những cái kinh điển khác, con thấy đều dạy con người nắm bắt được cái chân lý của cuộc sống trong đời, hay là cái chân lý của sự sống trường tồn, đều có những cái điều rất là đồng nhất và đều gìn giữ một cái khối giống như là Đức Thầy nói là đều giúp cho con người ta lưu luyện cái khối tinh thần đấy, và chúng ta được trong cái sự tiến hóa đời đạo đều được liên quan, đều được dạng chói ngời, nếu đi theo đúng cái sự chỉ dạy
như chúng ta thì là theo lời dạy chân truyền của Phật thầy, Đức thầy cũng như là các tôn giáo khác mà đi theo những cái bậc mà chỉ dạy chân chính của họ thì họ đều có được cái sự tốt đẹp thành công vô cùng trong cái chu trình sống của con người từ sinh lão bệnh tử. Thì bất dù bất cứ ở một tôn giáo nào, nếu mà chúng ta nắm bắt ấy, đi vào cái chân lý mà của các đấng giác ngộ giải thoát và chỉ dạy thì chúng ta đều có lợi ích như nhau. Vì vậy mà con cũng muốn nói đến một điều gửi gắm ấy, là để mà có được những cái thành công thì chúng ta đều phải trong một sự khổ luyện. Khổ luyện là gì? Khổ luyện là các ngài đã trải qua những cái sự trải nghiệm rất là nhiều tiền kiếp, hoặc là trong cái một cái kiếp mà chúng ta được nắm bắt vào trong kinh điển ấy thì cũng đầy đủ ở những cái sự khổ nhọc hoặc là cái sự trường dưỡng. Cái xuất phát thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một cái cuộc sống đầy đủ vật chất và trường dưỡng, nhưng mà ngài cũng nhận ra đấy chưa phải là cái con đường tối thượng và chưa phải là một cái chân lý để đưa đến con người đến cái chân hạnh phúc. Vì vậy thì ngài mới quay ra cái đường tu, và bước vào đường tu thì cũng chọn những cái hạnh tu, tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã làm một con người từng có mặt trên cái mặt đất trái đất này, đặt chân trên cái trái đất này và dưới cái bầu trời lớn lao thiêng liêng này, và làm một con người trong cái cấu trúc của đầy đủ ở các cái yếu tố hợp thân xác này để mà trở thành một con người. Tuy nhiên trong cái sự ra đời của các bậc thì có những cái sự thiêng liêng hơn về trong cái việc thai thánh của người mẹ. Thế thì con muốn nói đến là tuy nhiên như vậy xuống ở trong đời còn có hai cái đặc biệt là sinh ra trong những cái gia đình dòng họ đầy đủ phước báo, và trong một sự sinh ra rất là huyền diệu, như con gọi là một cái phước báo của thầy có nói là may nhờ tức là trời cho phước thầm ấy, thì cho nên là trong một cái sự thai thánh của hoàng hậu của mẹ ngài cũng rất là đặc biệt, mà cho khi đến mang cái thân làm người này, ngài cũng đã nhận biết được tất cả, trải qua tất cả những cái khổ tập diệt đạo này, rồi những cái đường vinh hoa ngài lìa bước, là ngài đi vào cái đường tu, từ cái đường tu mà khổ hạnh nhất, là đã rất là yêu thương con bản thân mình, và cũng rất là rất là khách quan và trung thực đối với sự thật, tôn trọng sự thật, cho nên đã trải qua. Và khi mà trải qua cũng rất là Đức Phật của chúng ta rất là thật, rất là chân thật, rất là khiêm hạ để mà nói ra cái sự thật là chúng ta sẽ không thể nào để cho cái thân thể trong cái kiếp, một cái kiếp này làm người này, trong cái sự trưởng dưỡng thái quá của sắc thân và cái sự lăng loạn của tư tưởng và một cái sự mông muội của linh hồn. Đấy là cái điều mà con rất là chân, con nhận được như vậy và con rất là trân quý. Cũng như là ngài cũng cảnh báo cho chúng ta biết là tuy nhiên chúng ta cũng không phải là ai cũng có thể mà mình đi vào cái đường tu khổ hạnh được để cho nó làm khổ cái sắc thân. Tức là các ngài đã trải qua tất cả các cái cung bậc để làm gì, và nói những cái điều sự thật, tức là gọi là chân lý, mà nó rất là phù hợp với trong mọi cái không gian thời gian, trong mọi cái hoàn cảnh, thì nó đều cho để lại cho chúng ta những cái sự thật để chúng ta có được cái may mắn, chúng ta đã được nhìn vào đấy để lựa chọn cho mình mà cái đường như ngài có thể gọi là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là Đức thầy chúng ta là một đệ tử chân truyền, chính thầy đã nói của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì đều dạy là gì? Đều là chúng ta đi vào cái con đường trung đạo thì là phù hợp nhất. Như các ngài thì đã tiên phong dấn thân vào tất cả những cái phương pháp tu hành để mà tìm ra cho chúng ta một cái con đường tốt đẹp nhất, tối thượng nhất, nhưng mà lại sẽ giúp cho chúng ta thành tựu nhất. Thành tựu nhất ý ở đây là gì? Tất nhiên có rất là nhiều phải cấp độ đường đạo đức bước đi tướng thật, cho nên là thành tựu từng cái giai đoạn, ví dụ như trong nhân đạo này, trong thần đạo này, trong
thánh đạo này, trong tiên đạo rồi mới tới trong Phật đạo. Thế thì ai đó đều gặp được chánh pháp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì đều có thể là đều được thành tựu hết, có nghĩa là đời đạo đều được tốt đẹp cả. Đấy là những cái điều mà con nói là không ai, con người không mong muốn, nhưng cũng phải là những người có hữu duyên. Mong muốn được đời được tốt đẹp thì cũng phải hữu duyên biết được, bởi vì nếu đời mà không có đạo thì cũng không thể tốt đẹp được. Mà nếu đạo mà đã dù là giáo pháp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đưa xuống và Đức Thầy chúng ta viết lại cho được dễ hiểu bằng lời của tiếng Việt, mà chúng ta dù tốt đẹp bao nhiêu mà chúng ta không có thể cảm nhận được và chúng ta không thực hành được thì cũng đấy cũng chưa phải là đưa được cho chúng ta đến cái việc mà tốt đẹp ở trong đời. Có nghĩa là gì? Đạo là tốt đẹp chánh đạo rồi, nhưng chúng ta không biết vận dụng vào trong cuộc đời ấy. Một là do chúng ta chưa hiểu thấu, hai là chúng ta có hiểu mà chúng ta không có thực hành, thì có nghĩa là cũng phí phạm, lãng phí cái nguồn hồng ân phước báo mà Đức Phật cũng như Đức Thầy trong nhiều cái tiền kiếp năm để mà lâm phàm, để mà qua nhiều thời kỳ của đất nước, nhất là những thời kỳ chiến tranh còn đang gian khổ đấy, thì là chúng ta đã làm lãng phí đi một cái nguồn ơn phước trời ban, trời Phật ban cho chúng ta lớn lao vô cùng đó. Đấy thì ngược lại cũng như vậy, có những cái con người tại sao mà họ cũng rất là khổ, nhưng mà họ không nắm bắt được điều này thì không có biết cái đường nào làm đường để thoát khổ được vĩnh viễn trường tồn, mà càng đi vào trong cái vòng luân hồi của sự khổ không có thể ngày nào ra. Hay là có những cái con người mà thậm chí là đang được hưởng cái phúc lạc đấy, nhưng mà mọi người không nhận diện được cái chân lý, cho nên tưởng đấy, nhận nhầm những cái sự hưởng thụ về danh lợi tình đó thì lại nhận thấy chính là một cái hạnh phúc. Hay là con còn có thể nói là nhận được cái thành công và hạnh phúc trong cái sự giả tạm đấy, mà lại tưởng đấy là một cái sự gì đấy vĩnh viễn trường tồn. Thế cho đến khi mà đến khi do không nhận nhầm như thế, cho nên mình không có nắm bắt được, không trân trọng cái đường tu, hoặc là mình không có dốc trí đi tìm tầm tìm cái nơi chánh đạo. Thế chính vì thế cho nên là đến khi nó lộ ra thì khi đã mất cái xác thân này rồi thì thực sự là một điều rất là uổng phí trong một cái sự bí mật mà Đức Phật cũng như Đức Thầy cho biết là dù trong cái thân xác phàm tục của chúng ta này, thân này tuy chúng ta ở cái cõi này thì có đầy đủ tất cả những cái sự hiện diện của cõi này đến đều là những cái bài học thử thách cho chúng ta để mà cho chúng ta được tiến hóa, nhưng mà chúng ta không hề biết, cho nên chúng ta lại trách cứ tất cả những cái hoàn cảnh đấy và chúng ta ngủ quên trong hoàn cảnh đấy, hoặc thậm chí chúng ta bị nằm mãi trong cái hoàn cảnh đau khổ luân hồi đó nó không thoát ra được, và chúng ta không hề nhận biết được chính trong những cái thử thách đấy, trong những cái hoàn cảnh đấy và mà có cái cơ duyên nắm bắt được cho chánh đạo lời của các đấng giác ngộ khai thị cho chúng ta, thì chúng ta đều có thể chuyển hóa để chúng ta thoát ra những cái cảnh đó. Ví dụ như chúng ta được thoát khổ về mọi mặt, về thân tâm chúng ta, như thầy có nói đấy, gọi là dốc tầm đường phóng giải cho thân tâm đấy, hoặc là gọi là mình đã sẽ được tiêu diêu trong cái đường đạo đức mà mình luận bàn, chứ mình không bị kẹt ở trong tất cả những cái phần mà mình khi mình hiểu được chân lý rồi ấy, thì mình sẽ không bị kẹt trong vấn đề trao đổi luận bàn đạo đức hay đường tu tập đối với các đồng đạo trong đạo của mình cũng vậy, hoặc là đối với nhiều tôn giáo khác cũng thế. Khi mình đã nắm bắt được chân lý thì mình sẽ không bị dính mắc. Dạ. Bởi vì do bây giờ như vậy là nói qua một cái lịch trình của sư Minh Tệ, thì bây giờ cái hạnh 13 đầu đà của Đức Phật mà để đề ra đó thì coi như đó là đầu thì đổi trời, chân thì đập đất, và cách đây 2500 năm nay rồi thấy hình như hầu như là không ai làm được như Minh Tệ. Đây là tôi chứng minh rõ ràng không ai làm được như Minh Tệ, nhưng mà tại sao cái gì cũng được hết trơn, mà sao mà tôi thấy có cái chỗ mà tại sao mà cái bình bát không ôm mà ôm ruột nồi cơm điện, theo bây giờ là Mụy nói ngay cái chỗ đó cho huynh nghe, cái chỗ đó coi. Con cũng xin để được
Cảm ơn cái lời mà đồng đạo có hỏi cho con, thì trong cái cảm nhận của con là như thế này. Trong kinh điển thì con cũng chưa thấy trong sự xuất hiện này ở đất nước Việt Nam chúng ta, mà từ trước đến nay thì khi con gặp giáo lý thi văn của Đức Thầy ấy, thì con đang coi đấy là, đối với con đấy là một cái sự may mắn ân điển khi con gặp được cái nguồn chánh pháp trong giáo lý Đức Thầy. Chính con trước cái sự xuất hiện của Thầy Minh Tuệ, con luôn luôn lấy những lời chỉ dạy trong giáo lý của Đức Thầy để làm cái khuôn, cái thước ấy để con so sánh. Vì sao ạ? Con cho cái sự nhận biết, sự hiểu biết mà về kỹ năng, kỹ xảo hay là về những cái kiến thức nông bụi của một con người phàm phu như con ấy thì không thể nào mà đánh giá được. Con không dám để đánh giá một cái con người nào, mà con tin tưởng cho cái lời chỉ dạy của Đức Thầy. Chúng ta nhìn vào đấy, chúng ta đã có những cái bó đuốc, những cái ngọn đuốc vô cùng là sáng, tràn đầy một cái tình yêu thương và một cái con mắt, gọi là con mắt trí tuệ đấy, của các đấng giác ngộ. Mình nhìn lấy những cái lời mà thầy có chỉ dạy làm cái ánh sáng thay vào cái con mắt phàm tục của mình, cho mình những cái lời của thầy chính là những cái con mắt trí tuệ, con mắt trí tuệ để mình nhìn mọi điều trong cái cuộc đời này. Trong đó con nhìn được trong cái sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ là sao? Thứ nhất là con không có không không đi tìm hiểu như người khác, con không đi tìm hiểu cái hạnh đồng đà là phải làm sao, mà con đã ghi nhận những cái điều con hiểu đây là trong cái hạnh khất thực đi thực hành này, là đưa một những cái bậc trong khi mình đi vào trong cuộc đời, đi vào trong cuộc đời, con nói điều này là nói về sự thật nhé. Đi vào trong cuộc đời thì con hiểu là thầy đang làm cái việc gì. Đức thầy có nói câu là Phật từ bi độ tử độ sanh. Con không nhìn cái hình ảnh thân của thầy Minh Tuệ là thân xác của một người bình thường, mà con luôn luôn kính trọng cái tâm rộng lớn, khiêm nhường và cái ý chí như gọi là quyết chí thanh cao của thầy Minh Tuệ trước cái sự thử thách của thời tiết thiên nhiên và quãng đường và những cái lời nói mà thầy Minh Tuệ chỉ trả lời khi mà nhân dân mình có cái mong muốn được hỏi, được giải đáp. Thì con nhận biết là rồi những cái nơi mà thời gian mà thầy đi ban ngày thì con hiểu là Phật từ bi độ tử độ sanh, tức là ban ngày thì đi để được tiếp xúc, trong cái thời gian mà mình đi gặp đi trên đường đến đúng cái giới về thọ trai của người tu thì thầy mới xin gọi là khất thực. Thì con hiểu nếu như con là một người mà được ở những cái nơi đấy, con thấy cuộc đời con sẽ may mắn và diễm phúc lắm. Vì sao? Con không hiểu là thầy Minh Tuệ phải đi xin ăn như một số những như cái sự thông thường, như những cái người mà khó khổ, mà thầy đang cho con nhận ra là trong cái bữa ăn ấy thì chúng ta sẽ ăn là thức ăn trong cái sự biết ơn, cái lòng biết ơn mình nhận về những cái món đồ ăn ấy, dù bất cứ ai cho mình cũng ăn trong cái sự biết ơn. Thứ hai là mình ăn ở trong cái mức độ vừa phải, mức độ vừa phải đấy nó mới tốt đẹp cho một cái con người trong cái bộ máy cấu tạo dành cho loài người. Đấy, là một cái bữa ăn nó thường là mình gọi là hơi đói, hơi ví dụ như cái lượng mà cần là 100% thì chúng ta ăn bớt đi một chút thì nó đỡ bị quá tải, có nghĩa là rất là khoa học, rất là khoa học. Anh ăn đói đi một chút, vâng, chứ mình không có triệu dưỡng. Tiếp theo là rất là đúng giờ, rất là khoa học về giờ giấc, rất là khoa học về cái lượng định lượng ăn và ăn trong một cái sự biết ơn. Tuy nhiên ấy, con còn cảm nhận là từ những cái bữa ăn, món ăn đấy, dù người dân ấy, đồng bào ấy có đem trao cho thầy
nó quý lắm, nó thiêng liêng. Vì sao? Vì là cả một cái tấm lòng là đấy, trong biết bao nhiêu người thì mình thầy có một cái duyên, nó cũng là một cái duyên đúng theo cái vận hành của nguyên lý của trời đất vũ trụ hay là của Phật giáo ấy, là trong cái duyên thì thầy sẽ chủ động đến để khất thực nhà ai đó. Nhà ai đó mà chưa có cái duyên, chưa gặp được thì thầy cũng không được nhận những cái tình cảm và hoặc là những cái món đồ của cái gia đình đó. Còn nếu ai đấy đủ duyên thì thầy được nhận đầy đủ cái trọn vẹn của cả của thầy và của gia chủ. Ví dụ như gia chủ con thấy là ai mà mang dâng cúng thầy cũng thấy mình may mắn này, cũng thấy mình vinh dự này, cũng thấy mình kính trọng thầy lắm. Và cũng đã biết trên xa xôi ở trong cũng biết là thầy là người tu hành thì chắc là con cũng nghĩ là cũng dâng cho thầy những cái món ăn chay và tốt đẹp đó. Đấy là những người là như thế, thì con nghĩ là trong cái sự mọi thứ, trong cái trao đổi của muôn con người, chưa cần phải tính ở vị trí nào thì đều là cái sự cho và nhận. Thì trong một cái sự thọ ơn rất là cái nhân quả đều là nằm tốt đẹp ở trong đấy. Ví dụ như thầy gieo cho chúng con nhìn thấy một cái tâm cung kính khiêm nhường, giữ giới hạnh trong cái việc để mà đến đón nhận những cái khẩu phần ăn cho mình, và thì ngay đấy là đã gieo những cái sự tốt đẹp trong cái đức hạnh của mình đi ra cái từ trường ra vũ trụ rồi, rồi tới cái người mà thầy được gặp lại và thầy nhận cái món đồ khất thực. Ngược lại cái người mà được mà dâng cho thầy món đồ ăn ấy thì cũng là những đã được giao đến cho thầy, không phải cái khối vật chất đó mà là cái món ăn đó, mà là trong cái tình yêu kính, cái lòng kính trọng hay là cái lòng rất là cảm động này, thì đấy chính là một cái sự cái tâm đã được gửi vào đấy, hay còn gọi là một cái sự chuyển hóa, cái sự thức tỉnh nội tâm nhất định, cái sự kết nối rất là sâu thẳm vô vi. Từ từ con mới nói là tại sao con muốn nói đến cái sự mà đức thầy có giới thiệu ấy, ngạo vô vi của Phật ân cần nối theo trí Thích Ca ngày trước. Thì đây con nói đấy là về việc mà đi khất thực. Rồi tiếp theo là buổi ban đêm khi mà thầy đi về các cái nơi nghĩa trang, thì thầy trong cái sự quá trình mà tự rèn luyện cho mình cái ý chí để mà xóa đi như con hiểu ấy, là để cho người đời cũng nhìn nhận vào đấy mà biết là ồ, vậy thì khi mà mình xem những hình ảnh của thầy rồi, mình cũng thấy là cái tâm mà mình còn sợ hãi nhiều quá, hay là cái ý chí của mình nó còn nhỏ mọn quá, hay là cái lòng suy nghĩ của mình nó còn nhỏ nhen ích kỷ quá. Đấy thì đấy chính là nhìn những cái hạnh đức đó mà mình thức tỉnh được cái nội tâm của chính mình. Thì con cũng nghĩ là ở trong cái sự trong cái đường nhân đạo ấy, là một sự cho đi trong cái lòng yêu thương, thì nó là một cái tình thương nó sẽ còn mãi. Đấy là trong cái nhân đạo. Còn ở những cái sâu xa hơn thì con như con cũng còn cảm nhận là con có một đức tin tuyệt đối, và con biết là đức thầy có nói như này, tuy là tức là xác tuy mất nhưng mà hồn thiêng thì không có mất, cho nên là ông bà cha mẹ chúng ta theo những cái quy luật của tự nhiên sinh lão bệnh tử thì rồi cũng sẽ mất cái xác thân, nhưng mà cái sự trường cột từ trường tồn lại linh hồn còn không, thì con có đức tin cũng có còn. Vậy thì tất cả mọi người trong cái sự sống trong cái trần gian này giống như hiểu như là mình làm một cái chính là một mình thôi, nhưng mà lúc này thì mình ở trong cái khoảng của thế gian này, và khi mà mình không còn ở thế gian này thì cái linh hồn của chúng ta nó vẫn còn cả nguyên đó, và nó sẽ chuyển hóa tiếp đến một cái cảnh giới khác. Vì vậy cho nên con cũng có đức tin là như thầy nói là nếu đủ một cái sự tâm mình rộng mà rộng lớn vô cùng, nó mở mang và không có một sự giới hạn nào của không gian thời gian hết, nó nối liền giữa quá khứ và hiện tại, dường như là có thể nối liền cái sự đồng cảm hoặc là những cái ánh sáng, những cái từ bi để mà kết nối được với những cái cảnh giới, ví dụ như là của những người mà đã mất. Đấy gọi là cái sự đức hạnh của người tu ấy, thì có thể kết nối nó vượt qua cái thời gian giữa quá khứ và hiện tại, và cái không gian là giữa những cái người sống và cõi chết. Thì con cũng có cái cảm nhận như vậy. Đấy là cái phần mà còn một cái việc nữa là con thấy là
Khi mà trong thầy có chia sẻ thì có rất nhiều những cái điều mà bất đồng trong các cái trong 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 các cái pháp môn ấy, thì khi mà thầy giải thích về niệm Phật thì thầy nói cho rất rõ để cho chúng con hiểu là từ cái hình tướng là mình niệm, từ cái hình tướng niệm Phật, nhưng mà mình niệm như thế nào gọi là niệm Phật, là mình luôn luôn nhớ đến việc giữ, như như lời của thầy nói là giữ được năm cái giới, hay là như đức thầy chúng ta cũng có nói là niệm giữ được vào cái bản lai thanh tịnh, thì chúng ta phải dùng những cái gì chúng ta đã có sẵn, những cái điều răn cấm để chúng ta giữ gìn cái sửa sửa sang cái thói hư tật xấu để cho chúng ta hoàn thiện của từ cái thân của chúng ta, thân tâm của chúng ta và từ cái khẩu ý của chúng ta, thì đều lấy trong ba chánh của thầy, rồi là lấy trong tám điều răn cấm của thầy, hay là trong những cái chữ nhẫn. Thì con thấy là con đều con không dám là một người phàm phu, con không lấy cái gì của con ra để mà con quy chiếu được, mà con càng tâm đắc là con thấy sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ không phải là đối với toàn toàn dân cũng như đối với công dân của toàn cầu, nhưng mà nhất là trong đạo Phật, và đặc biệt hơn nữa là trong các tín đồ của đạo Phật giáo và Hàm, hay là các tín đồ của Biểu Sơn Kỳ Hương ấy, thì đây chính là một cơ duyên rất là tốt mà đã có cái sự ai ai ít nhiều nhiều người cũng đã có cái sự kết nối về mạng thông tin rồi mà 4G ấy, cho nên là cũng thức tỉnh được mình, và mình cũng cảm thấy là mình quay lại mình tu sửa chính mình nhiều hơn, mình rà soát cái lỗi lầm của mình nhiều hơn, và mình đánh giá đây giống như là một hình ảnh sống thị hiện lại những cái lời dạy trong giáo lý của Đức Thầy mình, để mà mình một thầy Minh Tuệ đã thị hiện lên trong cái giáo lý của Đức Thầy dạy mình thực hành, không phải là đi theo cái hạnh 13, cái đi ra đi tu theo hạnh 13 đầu đà này, mà mình nắm bắt cái hạnh đức thầy Minh Tuệ đến giữa cái lời nói này, giữa cái ăn ngủ đi lại tiếp xúc với tu luyện này, thì mình đã có lại được một cái sự mô phạm về giáo lý đức thầy rất là chính xác, để mình nhìn vào đấy mình làm cái bộ khuôn, một cái đường hướng rất rõ để mình định vị bản thân mình đang ở cái chỗ nào trong cái việc hành đạo này đấy, cho chính mình thôi đã nhé, cho cái sự mà điêu luyện khối tinh thần của chính mình thì mình đang ở cái chỗ nào. Tiếp theo nữa lại là trong cái vị trí mà mình hành đạo, thì nếu mà mình hành đạo ra như thế thì giống như thầy Minh Tuệ ấy, thấy hành như thế thì mọi người tại sao mà cung kính từ xa đến gần và rất là chân thật, rất cảm động. Thì con tâm đắc cái câu mà Đức Thầy, con lấy cái câu này của thầy là con thấy con giải thích được cái sự thắc mắc của con trong lòng. Thầy có nói là lấy cái đức rộng để bùa trong lá tánh, thì thực sự thầy Minh Tuệ là con không dùng cái gì của con để mà giải thích được, con phải dùng chính cái chân lý trong giáo lý Đức Thầy chỉ cho con ấy, là cái câu là người tu như thẻ lá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Đó, thì con thấy đúng thật, ai ai cũng quý trọng, ai ai cũng dõi theo, ai ai cũng trông cũng nhìn. Đấy là điều chắc chắn. Đó, rồi chúng ta chưa phải vội bàn những cái việc giữa cái lợi và cái chưa chưa được cái hiệu ứng đám đông ở đây như thế nào. Lúc trước con đã có nói rồi, nhưng mà con muốn nói là ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn thầy Minh Tuệ. Cái tiếp theo nữa là cái chân lý thầy nói là lấy đức rộng mà bùa trong lá tánh. Đó, thì dù không có đi thuyết pháp, không có nói là thuyết câu này câu kia, nhưng mà một người y như đức thầy ngày xưa ấy, khi thầy đi đến các cái điểm thì thầy cũng đều có một số vị đồng đạo may mắn ấy, một số ông cụ bà cụ, một số đồng đạo, một số tín đồ nhân dân được gặp, và ngày xưa thì ghi chép lại bằng lời bằng tường thuật, thậm chí con còn biết rất là kỹ lưỡng, cũng không cho sai dịch những cái người chứng kiến nên viết lại nói lại, là phải cố gắng từng cái chữ theo lời tim khẩu của Đức Thầy nói ra để mà từ từ biên soạn cho chúng ta, để mà được thành một cái bộ sấm dạng thi văn toàn tập, tức là có hai cuốn như bây giờ, và được cái sự cấp phép của tôn giáo chính phủ của đất nước mình rồi. Đó, thì đối với cả thầy Minh Tuệ bây giờ,